tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định tạm đình chỉ Phó Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên do chậm tham mưu về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 6 tháng 5, ông Nguyễn Khắc Lập, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Vĩnh Phúc, bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Khắc Lập được đưa ra căn cứ vào việc ông Lập trên cương vị đứng đầu ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng đã chậm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên kể từ ngày 6 tháng 5 để làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19.